mọi khi ví dụ như đến chỗ nhà đang xây ấy, công trình ấy, là phải leo tầng 1 lên tầng 4, tầng 5 xong xuống mồ hôi vã, người nó nóng lắm. Áo này phải cởi ngay, mặc áo ba lỗ thôi. Thế nhưng hôm nay thấy ổn, leo lên leo xuống thì không phải cởi áo thì nó cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Thì người nó chịu được. Vâng. Lòng lắm, không chịu. Bình thường lòng lắm. Qua tức là dây bộ dáng ở đây một lần thôi đúng không ạ? Bộ dáng không giàu. Thì từ 100 dáng xong rồi về tối dây tiếp một lần nữa. Bác có đo lại huyết áp không? Không đo. Hôm qua ở đây là 138, dây xong là còn 120 đúng không ạ? 10 thì kim. Thì hôm nay anh đánh ba kim từ 3 khắc xuống còn 2 khắc. Thế hôm nay bác lên đo lại huyết áp, nhỡ đánh nhiều nó tụt quá. Tụt quá nên đo lại. Nhưng mà mình nghe ngóng nếu nghe ngóng những người cảm thấy nó bất ổn thì đo lại huyết áp luôn, không nhỡ mình quá liều. Cảm ơn bác.